Chào cả nhà nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà kết nối cái con đồng hồ T2000 Pro Max này nhá. Đầu tiên để kết nối được với đồng hồ thì các bạn phải tải app về giúp mình nhá. Các bạn sẽ vào CH Play hoặc là App Store tải về cho mình một cái app 2W Pro nhá. Các bạn biết này, 2W Pro này. 2W Pro. Rồi các bạn ấn tải về nhá. Sau khi tải app về rồi các bạn sẽ mở app lên cho mình nhá. Khi nó hiện ra như thế này thì các bạn sẽ ấn vào chỉ cho phép khi dùng ứng dụng nha. Rồi ở đây các bạn sẽ bật lên ba mục ở dưới này, bật nó màu xanh lên như vậy. Rồi các bạn sẽ ấn cho phép ở trên cùng. Rồi các bạn ấn nhảy qua trên cùng luôn. Đến mục này các bạn sẽ ấn vào cài đặt. Các bạn sẽ ấn vào dòng chữ ràng buộc thiết bị để trải nghiệm nhiều chức năng. Thì ở đây nó yêu cầu bật Bluetooth, các bạn nhớ phải bật Bluetooth của điện thoại lên nhá. Đây, sau khi mình bật Bluetooth này, mình sẽ ấn lại vào ràng buộc thiết bị để trải nghiệm nhiều chức năng. Nó sẽ dò ra cái đồng hồ của chúng ta là T2000 Pro Max các bạn nhé. Đấy, sau khi các bạn dò ra thiết bị rồi, các bạn sẽ ấn vào T2000 Pro Max để kết nối nha. Rồi, nó sẽ hiện ra dòng như này, các bạn sẽ ấn vào ghép đôi nha. Cho phép nó ghép đôi nha. Rồi, sau khi ghép đôi thì nó sẽ ra giao diện này. Các bạn sẽ ấn vào OK này, ấn vào dòng tìm thấy là đồng hồ rung lên này. Tìm thấy này, đồng hồ sẽ rung lên nhá. Tiếp theo, điều đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cài đặt đẩy tin nhắn nhá. Rồi, các bạn sẽ bật lên hết cho mình nhá. Mình sẽ tiến hành bật hết lên để là đảm bảo rằng cái đồng hồ của mình sẽ nhận đầy đủ mọi thông báo. Các bạn lưu ý nhá, các bạn cứ bật hết lên cho mình đi. Đấy, không sao cả. Mình mong muốn là mình sẽ nhận full thông báo, cho nên là thường là mình sẽ bật hết lên. Tiếp theo, các bạn quay ra, các bạn sẽ vào cho mình cái mục cài đặt quay số nhá. Các bạn sẽ ấn vào này. Rồi nó sẽ ra hình như này nha. Thì các bạn sẽ vuốt lên hết cho mình. Các bạn vuốt kịch luôn. Đấy, cái dòng dưới cùng này nó có cái dòng cút tôm đai. Các bạn sẽ ấn vào dòng này cho mình nha. Rồi nó sẽ ra giao diện hình như này nha. Nhiều hình như kiểu như này nha. Các bạn sẽ vuốt lên hết cho mình đi. Các bạn sẽ chọn cho mình cái hình ở dưới cùng đi. Cái hình ở dưới cùng luôn. Đó, dưới cùng hình hai bố con đang đây, hai bố con này. Rồi ở đây các bạn sẽ ấn vào cái dòng chữ Trung Quốc ở bên cạnh cái hình ảnh của chúng ta. Các bạn sẽ ấn vào OK để cho phép truy cập vào album ảnh của điện thoại nhá. Rồi, sau khi nó vào album ảnh, các bạn sẽ chọn một ảnh ưng ý mà các bạn mong muốn làm hình nền này. Mình sẽ chỉnh khung cho vừa. Các bạn sẽ ấn vào hoàn thành ở dưới cùng. Rồi ở đây các bạn sẽ tích vào từng mục để mình chỉnh cái căn chỉnh cái vị trí đồng hồ để nó không che mặt cái hình nền đi. Rồi các bạn sẽ ấn vào dòng dưới cùng của màn hình nhá. Rồi ở đây các bạn sẽ ấn vào đồng ý luôn. Sau khi các bạn ấn vào đồng ý thì hình ảnh sẽ tự động tải lên. Các bạn sẽ chờ cho nó chạy hết 100% nhé. Cái đoạn thay hình nền này cũng khá là lâu, các bạn cũng phải chờ trong vài 3 phút nhé. Rồi sau khi nó chạy hết 100% thì hình ảnh sẽ tự động được tải lên mặt của đồng hồ nhé. Đây. Và đây là hình nền mà chúng ta vừa thay nhé. Rồi, sau khi thay hình nền rồi, tiếp theo các bạn sẽ vào cho mình cái mục nâng cổ tay để sáng màn này. Sau khi bật, các bạn lắc tay là màn hình nó sẽ tự động sáng màn lên. Rồi, tiếp theo quay ra ở trên ứng dụng chúng ta sẽ có một số cái thông tin như là ở phần thêm báo thức chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể vào để thêm báo thức. Ở đây các bạn có thể ấn vào dấu cộng trên cùng, các bạn tùy chỉnh thời gian mà các bạn muốn báo thức. Ở đây mình để 6 giờ chẳng hạn, đấy 6:10. Rồi sau khi thêm báo thức xong thì các bạn quay ra, các bạn sẽ vào cái mục nhắc nhở ngồi lâu này. Ví dụ các bạn văn phòng mà ngồi hay ngồi nhiều ấy, thì các bạn bật lên là dùng. Còn các bạn không có nhu cầu thì thôi. Tiếp theo quay ra ở mục liên lạc thường xuyên là phần thêm danh bạ. Các bạn sẽ ấn vào dấu cộng trên cùng, các bạn sẽ ấn vào biểu tượng xanh lá để cho truy cập vào danh bạ. Đấy, các bạn sẽ ấn vào OK nha, để nó cho phép truy cập vào danh bạ của các bạn. Rồi ở phần này thì các bạn sẽ tự làm nha, mình sẽ quay ra này. Rồi đấy là tất cả những cái cài đặt cần thiết mà mình cần phải cài đặt ở trên app này nha. Còn các phần còn lại thì mình sẽ không quan tâm đến, thì không dùng thì mình sẽ không vào nữa nha. Rồi sau khi cài đặt trên app xong, các bạn sẽ thoát ra cho mình. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt của điện thoại nha. Rồi sau khi vào cài đặt, các bạn sẽ vào cho mình cái phần Bluetooth của điện thoại này. Các bạn sẽ vuốt màn hình của đồng hồ lên để bật cái biểu tượng cuộc gọi với lại hình Bluetooth ấy. Các bạn bật nó màu xanh lá lên. Rồi các bạn sẽ dò ra là T2000 Pro Max.
các bạn sẽ ấn vào kết nối thêm một lần nữa, thêm một cái T2000 Pro Max nữa, thì các bạn sẽ thấy là hai cái T2000 Pro Max sẽ được kết nối với cái Bluetooth của điện thoại nha. Thì lúc này chúng ta mới thực hiện và ấn cuộc gọi đi được nha. Đây mình sẽ bấm một số bất kỳ để gọi đi này. Thì ở trên đồng hồ này chúng ta có phần tăng giảm âm lượng nhé. Nó có thêm cái thanh để chúng ta có thể là tăng giảm âm lượng ở trên trực tiếp trên đồng hồ luôn nha. Rồi mình vừa hướng dẫn các bạn là cách kết nối cái đồng hồ T2000 Pro Max này với điện thoại rồi nha. Ở video sau thì mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn về cái các chức năng có sẵn ở trên đồng hồ này. Hẹn mọi người ở cái